đấu vừa qua đã chứng kiến một Buffalo tiếp tục thăng hoa với 2 chiến thắng, trong đó có trận thắng trước Secret để thuyết phục. Bên cạnh đó, Gam cũng duy trì mạch thống trị của mình, đặc biệt là Flash cho thấy sự chuyển biến tích cực trong lối chơi. Dù không thắng được Secret và Gam, nhưng đây chính là tín hiệu tích cực với những fan hâm mộ đội tuyển này. Tuần thi đấu thứ 6 sẽ quay lại với tâm điểm là màn đại chiến giữa Gam và Secret. Ở lượt đi, ở mật giáo đã bất ngờ có được chiến thắng 2-0. Liệu kịch bản này có một lần nữa lặp lại trong trận lượt về? Ngày 12 tháng 3, BTS SPTC. BTS đã kết thúc giai đoạn lượt đi vòng bảng với chỉ một chiến thắng trước Sài Gòn Buffalo. Trọng trách làm nền đã được Piccolo và các đồng đội làm rất tốt khi đối đầu với tất cả các đối thủ còn lại. Giai đoạn lượt đi, BTS có trận khai màn gặp SPTC. Họ đã không thể tạo nên bất ngờ dù SE khi ấy không có được sự phục vụ của siêu sao Zeros. Và khi mà chỉ cần Padlam, SE đã thắng, thì cơ hội cho BTS là rất hẹp. Những ngày vừa qua, thông tin cựu ngôi sao đường giữa Naun sẽ nhập tổ chức để tái hợp với Piccolo đã làm dấy lên hy vọng cho người hâm mộ đội tuyển này. Có thể nêu xét về kỹ năng cá nhân, Naun hiện tại chưa chắc đã hơn được Glory. Nhưng đâu đó, kinh nghiệm là thứ mà Glory đang thiếu. Dù vậy, chiến thắng khó có thể đến với BTS. SPTC tuần vừa qua đã có trận đấu khiến khán giả phải thót tim nghẹt thở. Ban huấn luyện ở địa điểm thi đấu hay trên sóng livestream đều cần rất nhiều oxy để cấp cứu. Nhưng pha quăng game không thương tiếc suýt chút nữa đã mang về thất bại cho địa của các đồng đội. Ma Vương lượt đi đã không có cơ hội được đối đầu với BTS. Đây là cơ hội khiến anh gieo sầu cho đối thủ, bởi người chơi TH vẫn còn khá non so với Zeros. Sự bổ sung nhân sự Venus rất có thể sẽ được huấn luyện viên Valet tung ra nhằm tìm kiếm sự mới lạ. Nhìn chung, các gân sẽ nghiêng hoàn toàn về SE. Cerberus Luxury. Khuyển Vương ba đầu trong hai trận gần nhất đã phải nhận hai thất bại để đáng tiếc, lần lượt trước Gam và SPTC. Điều này khiến họ bị đẩy xuống vị trí thứ tư. Trận chiến với Luxury là cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn để các học trò của RG có bước giải đàn hoàn hảo trong giai đoạn lượt về. Ngôi nổ Yado và hạng nhân Artemis vẫn đóng vai trò chủ lực trong đối chơi chung của toàn đội. Superman Ego đang gặp phải nhiều khó khăn trong sức khỏe. Tuy nhiên, nếu anh trở lại trong đội hình chính, Cerberus rất có thể sẽ mạnh lên trông thấy. Bởi mùa giải trước, người đàn em Pusov là cái tên duy nhất có thể 1-9-1-10 với Levi. Trong khi đó, những người em của Ba Mỹ sau một vài chiến thắng hồi đầu mùa đã dần trở lại quỹ đạo của Cần Thơ Cherry ngày trước. Nhưng thất bại đến theo một kịch bản chung, đó là sự tan nát của Kemken ở đường trên. Bởi các đối thủ của Luxury, từ Gam cho đến SPTC hay SGB đều chọn cắm trại khu vực này. Một vài điểm sáng như Blaze hay Shy cũng không sáng mấy nếu so với các đối thủ. Dù vậy, trên mạng xếp hạng, Luxury vẫn đang xếp trên Flash và BTS. Đó là một động lực cho đội tuyển này. Và trong cuộc đối đầu với CS, một kết quả khả quan cho họ rất khó khả thi. Dự đoán, Cerberus chiến thắng. Ngày 13 tháng 3, Luxury, BTS. Không để khán giả chờ đợi quá lâu về mặt so kèo thực lực giữa hai đội này, họ gặp nhau ngay ngày thi đấu thứ hai của tuần 6. Dù BTS bị xếp dưới Luxury trên bảng xếp hạng, tuy nhiên thực lực hai đội này chênh lệch không quá nhiều. Ở lượt đi, đoàn quân của Ba Mỹ đã giành chiến thắng 2-1 trong một trận đấu đầy căng thẳng. Tuy nhiên, điều này khó có thể lặp lại trong lần tái chiến này, bởi lẽ cả hai đội đều đang cực kỳ nỗ lực trong việc cải thiện vị trí của mình. BTS nếu có được sự phục vụ của Naun, nhiều khả năng họ sẽ chiếm ưu thế trước sức trẻ của Luxury. Những Kemken, Shy rất cần duy trì một cái đầu lạnh nếu không muốn bị đối thủ khai thác triệt để như những trận thi đấu đã qua. Dự đoán, BTS giành chiến thắng. SPTC, Flash. Flash đã có dấu hiệu hồi sinh trong cách chơi cũng như triển khai thế trận. Steve Kidd và Gare đã lượt lấy lại phần nào phong độ. Điều tương tự cũng xảy ra với Yoshino và Melulas. Tuy vậy, lịch thi đấu của hai đội tuyển này khá khắc nghiệt. Hai trận khởi sắc gần nhất họ phải đụng độ Secret và Gam. Lần này tiếp tục là một cái tên nặng ký, SPTC. Nhìn chung, vào ngay thời điểm này, việc tìm một cơ sở vượt trội của Flash trước SPTC là rất khó. Xét về macro của cả hai đều không rõ ràng. Xét về kỹ năng cá nhân, SE nhỉnh hơn đôi chút. Việc tạo được một vài bất ngờ trước đối thủ là điều có thể mong đợi vào Deep Kid và các đồng đội. Dù vậy, khả năng chiến thắng là khá thấp. Ở lượt đi, SPTC đã thắng Flash gọn gàng 2-0 với dấu ấn đậm nét khoảnh khắc siêu sao. Zeros chiêu cuối 4 thành viên team địch tạo tiền đề cho Celeb Pentakill kèo đấu đường trên của Minh Lộc và Yoshino luôn là điểm nóng đáng chú ý. Bên cạnh đó, cuộc đối súng giữa AD quốc tế và Teddy quản trị cũng rất hấp dẫn. Thế trận sẽ nghiêng về đội nào chủ yếu sẽ đến từ tác động của hai người đi rừng. Yijin, Meliodas đã không có quá nhiều chênh lệch phong độ và cả hai cũng đã có những màn đấu tỏa sáng. SPTC không biết phong độ của họ có lên cao hay không, nhưng với độ tay to trong từng tuyển thủ, thầy ba có thể tin vào một chiến thắng của những người đàn em. Ngày 14 tháng 3, Sài Gòn Buffalo, Cerberus. Buffalo và Cerberus đều đang nằm trong top 4 VCS, số trận thắng Secret, họ đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Gam. Điều này cho thấy thực lực của bài trâu đỏ không hề đơn giản, với nòng cốt là các tuyển thủ trẻ được đôn lên đội hình chính thức. Ren,
đã cho thấy tài thao lực của mình ngày một nâng cao, phát triển song song với ngoại hình. Những BJ, Ariety ngày một trưởng thành, đối thủ của họ Cerberus phải dây chừng rất nhiều về các nhân tố này. Cần nhớ giai đoạn lượt đi, Buffalo đã khiến cho Khuyển Vương ôm hận. Liệu kịch bản ấy có một lần nữa xảy ra? Với đoàn quân của Archie, họ dường như luôn trung thành với các đội hình tiêu chuẩn, đề cao sự ổn định và an toàn. Tuy vậy, đó cũng là rào cản ngăn cho Cerberus bứt phá. Lối chơi không quá khó đoán, nó chủ yếu đến từ giai đoạn ban đầu, họ có làm tốt như gì đề ra hay không, và sự tỉnh táo khi càng về cuối họ càng giảm sút. Đó cũng là những điểm yếu của đội tuyển VCS nhiều năm qua. Ngay cả game 2017 cũng vậy. Đứng trước một Buffalo đang trong cửa vào top 4, Cerberus rất cần một chiến thắng trực tiếp để duy trì cuộc đua, khi mà Secret đang bám đuổi rất sát ngay phía sau. Dự đoán SGB thắng. Game Secret. Trận đấu cuối cùng của tuần thi đấu thứ 6 là cuộc tái ngộ giữa Gam và Secret. Cách đây không lâu trong giai đoạn lượt đi, Secret bất ngờ đã có chiến thắng 2-0 trước Gam. Tuy nhiên, nguyên nhân thắng lợi chủ yếu xuất phát từ chính Gam. Đội tuyển áo vàng đen đã tự mình quăng đi lợi thế ở vòng đấu thứ nhất, dù huấn luyện viên Hoàng Luân cho rằng chắc chắn họ sẽ thắng ván này. Sự cố Samira lên giáp thiên thần của Star cũng ảnh hưởng không nhỏ tâm lý Levi cùng các đồng đội trong ván 2. Những pha băng trù và vàng hấp tấp đã khiến họ ôm hận. Chiến thắng của Secret đã được Gam tự tay dâng tặng quá một nửa. Thế nên, khó có thể nói, ấn mật giáo mạnh hơn đoàn thủy quân lục chiến. Secret sau một vài thắng lợi ấn tượng đã chùn bước trước Sài Gòn Buffalo. Sự bất ổn mới thể hiện rõ đội hình này khi mà DNK trong một ngày phong độ tuột dốc đã tỏ ra mình cực kỳ vô hại. Sức ảnh hưởng của anh lên toàn bản đồ gần như bằng không. Artifact có nhiều tình huống di chuyển hớ hình và dễ dàng dưới phải kỹ năng khống chế của đối thủ. Tất cả đã khiến Slater cũng phải bất lực. Thực tế, dù thành tích cải thiện, nhưng Secret vẫn không rõ ràng về dấu ấn chiến thuật. Có thể nói họ đang tệ hơn chính mình năm ngoái, dù có đội hình nâng cấp về mặt lý thuyết. Sự kỳ dơ của Gam và Slater được nhiều người nhắc đến, và nó có được thể hiện một lần nữa. Hãy cùng chờ xem màn trình diễn của cả hai đội. Dự đoán, Gam thắng.